Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với game show Đấu trường Cờ Việt phiên bản cờ tướng truyền thống năm 2018-2019. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trận đấu giữa hai kỳ thủ Trương Văn Thi đến từ Hải Dương gặp kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hai kỳ thủ đã sẵn sàng thi đấu và đấu thứ nhất bắt đầu. Vâng, như vậy và đấu thứ nhất đã bắt đầu. Và trong trận đấu này, kỳ thủ Trương Văn Thi sẽ là người cầm quân đen đi trước. Và anh đã sử dụng thế trận pháo đầu để tấn công đối thủ của mình. Đáp lại, kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cầm quân đỏ đi sau. Anh cũng chơi pháo 2 bình 5, hình thành nên thế trận nghịch pháo. Và đến đây, kỳ thủ Trương Văn Thi mã 2 tấn 3.
thế đi tiên thì kỳ thủ Trương Văn Thi đã có thế phòng thủ rất chặt chẽ, đồng thời anh có hơn đối thủ của mình hai con tốt ở lỗ 7 và lỗ 9. Vậy nếu như đánh chắc chắn và đưa được hình cờ về thế cờ tan thì về cờ tan kỳ thủ Trương Văn Thi sẽ hơn kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng rất nhiều. Vâng, mặc dù mất hai tốt, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng bù lại anh lại có con mã đang rất rộng đường phát triển. Và để hạn chế tầm hoạt động của con mã thì kỳ thủ Trương Văn Ti có 6 bình 3. Đồng thời nước cờ có 6 bình 3 còn có thể ngăn chặn nước cờ tấn mã tiêu diệt con mã đến từ kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng. Vậy đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã quyết định tiêu diệt lại con tốt ở lỗ 3 của kỳ thủ Trương Văn Thi và cũng đe dọa sẽ tấn công vào con tượng ở lỗ 3, nên kỳ thủ Trương Văn Thi đã sĩ 4 tấn 5 và ra cố hàng phòng thủ, đồng thời cũng có thể né tránh nước cờ tấn pháo chiếu tướng sau này. Đến đây cũng nhận thấy con pháo ở lỗ 5 không có nhiều tác dụng trong việc tấn công, nên kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã chuyển pháo lỗ 5 sang lỗ 7 phối hợp với con pháo ở phía trên, sau này có thể tấn công vào quân mã. Và cũng ngay lập tức kỳ thủ Trương Văn 6
kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã tuấn xe mời đầu xe. Ngay lập tức thì kỳ thủ Trương Văn Thi đã chấp nhận đầu xe. Và sau đó tấn pháo tiêu diệt quân Ma. Và đến đây nếu như Bình xe ăn pháo thì có thể sẽ là thoái xe bắt Ma. Sau đó bắt buộc Ma 9 phải thoái 8. Rồi sẽ tiếp tục Bình xe bắt chết Ma. Không như vậy kỳ thủ Trương Văn Thi đã tính bắt chết Ma ngay bằng nước bình pháo. Pháo 5 bình 1 bắt trực tiếp quân Ma và quân Ma đến đây đã không còn đường thoát. Rồi như vậy đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cũng đã đồng ý mất quân. Và anh quyết định vượt một con tốt ở lỗ 1 sang sông. Tuy nhiên lúc này thì kỳ thủ Trương Văn Thi đã chính thức hơn quân. Và có một xe, một pháo, hai tốt, bến sĩ tượng. Trận đấu với kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng có một xe, ba tốt và cũng còn bến sĩ tượng. Tuy nhiên hai con tượng đã treo lên vị trí rất xấu. Như vậy cũng không vội vàng, kỳ thủ Trương Văn Thi tốt 1 tấn 1. Và kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cũng chơi tốt 3 tấn 1. Như vậy đến đây với việc vẫn còn một xe, một pháo và hai tốt, trong khi đối thủ là kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng chỉ còn một xe, hai tốt và hai con tượng đã bị treo lên hai bên. Thì nhiều khả năng ván đấu đầu tiên phần thắng sẽ thuộc về kỳ thủ Trương Văn Thi. Chỉ trừ những sai lầm rất nặng đến từ kỳ thủ Trương Văn Thi, ví dụ như mất xe hoặc mất pháo, thì kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng mới có thể đảo ngược được tình thế. Và như vậy đến đây kỳ thủ Trương Văn Thi bị xe ép đầu xe. Nếu như chạy xe thì sẽ bị mất tốt. Và cũng có thể kỳ thủ Trương Văn Thi sẽ không ăn tốt và có thể ăn tượng. Vậy rất khó khăn cho kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng. Và như vậy chạy xe thì kỳ thủ Trương Văn Thi pháo 1 bình bài bắt tốt. Đồng thời đang đe dọa tấn pháo ăn tượng. Như sau khi nước cờ bình pháo sang ăn tốt thì quân xe đã không thể tấn lên để truy kích tốt 5. Và tiếp tục là nước cờ rất mạnh, pháo 7 bình 8. Như vậy sức tấn công đang ngày một lớn dần lên phía kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng.
Vâng, và tiếp tục tốt 5 tấn 1. Mục đích sau này có thể vào 8 binh 4. Phối hợp với con xe sẽ tiêu diệt được một quân sĩ. Ban tổ chức xin cảm ơn web game và tướng úp.com, công ty cổ phần in báo Thanh Hóa và công ty dịch vụ thương mại Khang Long Giáp Bìa Gia đã đồng hành cùng với game show Đấu trường Cờ Việt năm 2018-2019. Vâng, và trở lại vào đấu lúc này, mặc dù đang kèm thế rất nặng, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng vẫn đang rất kiên cường chống đỡ. Như vậy, kỳ thủ Trương Văn Thi chạy pháo bằng nước vào 8 tấn 2, vừa chạy pháo đồng thời có thể giữ con tốt ở lỗ 1. Và đến đây vẫn đang đe dọa sẽ bình xe tiêu diệt tốt 5. Những nước cờ rất đơn giản, tuy nhiên cũng rất khó để có thể chống đỡ. Vâng, như vậy đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã để mất sĩ. Và sẽ rất nguy hiểm cho anh. Khi kỳ thủ Trương Văn Thi vẫn còn một con tốt ở lỗ 1. Rồi, như vậy nhận thấy con tốt 5 cũng không thể giữ, nên kỳ thủ Trương Văn Thi thay vì bình tốt để giữ xe thì anh đã quyết định tấn tốt để có thể triển khai tấn công và chấp nhận cho đối thủ có thể tiêu diệt con tốt 5. Như vậy đến đây kỳ thủ Trương Văn Thi đã đưa được con tốt áp cung. Sau này có thể bình xe sang lỗ 8 hoặc lỗ 9. Rồi sau đó bình pháo vào lỗ 5. Nhiều khả năng sẽ có sát cục cho kỳ thủ Trương Văn Thi. Và sẽ rất khó khăn cho kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng trong những cờ tiếp theo. Vậy kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng vẫn chơi xe 9 thoái 1. Và kỳ thủ Trương Văn Thi xe 4 bình 3 bắt tượng. Đe dọa sẽ chiếu hết luôn. Tiếp tục xe 3 bình 2 vẫn đang đe dọa chiếu tướng sát cục. Cờ vừa rồi kỳ thủ Trương Văn Thi cũng có thể chơi xe 3 bình 8. Rồi sau đó bình pháo vào lỗ 5. Rồi thoái xe giữ tốt thì cũng sẽ có sát cục ngay.
Vâng, như vậy ván đấu thứ nhất đã kết thúc với phần thắng thuộc về kỳ thủ Trương Văn Thi. Và sau ván đấu đầu tiên, kỳ thủ Trương Văn Thi đã tạm thời dẫn trước kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng với tỷ số 1-0. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ. Vậy vòng đấu thứ hai đã bắt đầu. Và trong vòng đấu thứ hai sẽ đến lượt kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cầm quân đỏ đi trước và kỳ thủ Trương Văn Thi cầm quân đen đi sau. Và với kết quả kỳ thủ Trương Văn Thi giành chiến thắng trong ván đấu đầu tiên thì ván đấu này kỳ thủ Trương Văn Thi chỉ cần một ván đấu hòa là đã có thể chính thức giành chiến thắng trong cặp thi đấu ngày hôm nay, như chính thức bước tiếp vào vòng thi đấu thứ ba của game show đấu trường cờ Việt. Trong khi đó thì kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng sẽ buộc phải giành một chiến thắng để có thể cân bằng tỷ số trận đấu và đưa trận đấu về ván đấu cá chớp. Và như vậy, với việc buộc phải giành chiến thắng thì kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã chơi pháo 2 bình 5, bình pháo vào trung lộ và tấn công đối thủ ngay trong nước cờ đầu tiên. Và sau đó chủ động mở bình 7 tấn 1, hình thành nên thế trận trung pháo tấn thất binh. Và kỳ thủ Trương Văn Thi đáp lại bằng bình phong mã. Vâng, và thay vì tấn xe quá hà thì đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng xe 2 tấn 4, bình xe lên tuần hà. Và ngay lập tức kỳ thủ Trương Văn Thi đã bình pháo đống xe. Và để giữ lại quân chủ lực thì kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng không đấu xe, anh ta quyết định chơi xe 2 bình 4, né tránh nước cờ đấu xe đầu tiên.
Vâng, như vậy vừa rồi kỳ thủ Trương Văn Thi đã chơi xe 3 mã 3 thoái 1 bắt pháo. Tuy nhiên đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cũng có thể bình pháo chiếu tướng và sẽ có cơ hội bắt được xe của kỳ thủ Trương Văn Thi. Vâng, như vậy có vẻ như là một nước cờ đã tính không hết nước của kỳ thủ Trương Văn Thi. Thì anh nghĩ là có thể mã 7 tấn 5 bắt pháo, sau đó sẽ tiếp tục mã 5 tấn 6 tiêu diệt lại xe của kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng. Tuy nhiên vô tình nước cờ vừa rồi kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng sau khi tiêu diệt xe thì con xe lại đang chiều tướng, nên đến đây kỳ thủ Trương Văn Thi đã không thể lấy lại được xe và chấp nhận cho đối thủ ăn hơn một con xe. Vâng, như vậy với việc hơn quân thì lúc này thủ Nguyễn Văn Nhượng đã quyết định chơi mã 7 tấn 6 tấn công vào con mã 3 của kỳ thủ Trương Văn Thi, hoặc cũng có thể sẽ tấn mã tiêu diệt con pháo lô 5 rất nguy hiểm.
vậy đến đây với việc hơn quân thì kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã đấu bớt một con ma. Và lúc này anh đang còn hai xe, một pháo một ma và ba tốt. Đối chọi với kỳ thủ Trương Văn Thi chỉ có hai pháo, một xe, một ma và cùng với ba tốt. Như vậy ưu thế trong ván đấu thứ hai đang nghiêng về kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng rất nhiều. Không biết anh có thể tận dụng ưu thế này để dẫn đến một chiến thắng cũng như sẽ cân bằng tỷ số trước kỳ thủ Trương Văn Thi trong cặp đấu ngày hôm nay được hay không? Và tiếp tục kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng bình xe bắt pháo. Sau đó tốt 3 tấn 1. Khai thông đường ra của con mã lộ 3. Vâng, và kỳ thủ Trương Văn Thi xe 8 bình 1. Bình xe yểm trợ cho con tốt 1 có thể vượt sông. Và anh chấp nhận cho kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng có thể vượt tốt 3 tấn 1, chán tốt sang sông. Và mặc dù kém quân, tuy nhiên kỳ thủ Trương Văn Thi không lựa chọn phương án phòng thủ bị động. Thay vào đó anh cũng quyết định tấn công lại đối thủ của mình. Và đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng vào 7 bình 9 bắt xe ép cho xe 1 bình 4. Rồi như vậy ngay sau khi tốt 3 tấn 1 đến từ kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng thì kỳ thủ Trương Văn Thi cũng tốt 1 tấn 1 và tốt sang sông. Vậy đến đây kỳ thủ Trương Văn Thi cũng vẫn có những đường đánh nhất định cho mình. Vâng, như vậy không chạy pháo. Và thay vào đó kỳ thủ Trương Văn Ti tiếp tục tốt 1 tấn 1. Bắt lại pháo của đối phương. Đến đây nếu như đầu pháo thì còn tốt sẽ lại có thêm một cơ hội để dần dần áp sát cung tướng. Như vậy đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng mặc dù hơn đối thủ một quân xe, tuy nhiên anh cũng phải lo lắng cho những đường cờ tiếp theo. Vâng, và cũng rất giống như giới thiệu từ đầu thì trong ván đấu thứ hai dù đang kém quân, tuy nhiên kỳ thủ Trương Văn Thi đang thi đấu những nước cờ rất đẹp mắt và đang cống hiến cho quý vị và các bạn trận đấu đôi công rất đặc sắc. Và đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cũng đã không dám để cho kỳ thủ Trương Văn Thi có thể tiếp tục tấn tốt đầu pháo, và anh đã phải giữ lại quân pháo để hy vọng có thể tấn công sau này. Và vẫn đang duy trì quân xe lộ 4 bắt trực tiếp quân pháo lộ 6 của kỳ thủ Trương Văn Thi.
Vâng, như vậy đến đây kỳ thủ Trương Văn Thi sẽ 4 mình 3 đe dọa sẽ tấn xe chiếu tướng. Và có thể chiếu rút bắt quân. Và cũng đang đặt ra một cái bẫy, nếu như kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng xuất tướng thì rất có thể sẽ là tấn pháo lên đe dọa chiếu tướng sát gục ngay. Và lúc đó thì kỳ thủ Trương Văn Thi sẽ có cơ hội chuyển nốt con pháo 6 sang bên phía cánh phải để tấn công. Vâng, như vậy nhận thấy chưa có đoạn đường để tấn công thì kỳ thủ Trương Văn Thi đã thượng nam tấn bài tiêu diệt con tốt vượt sông của kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng. Vâng, như vậy đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng tốt nam tấn 1 và kỳ thủ Trương Văn Thi tốt 1 bình 2.
về đây mặc dù đang hơn quân và có thế công rất mạnh, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cũng cần phải lưu ý đến thời gian khi anh chỉ còn hơn 2 phút, trong khi đối thủ của anh kỳ thủ Trương Văn Thi vẫn còn hơn 10 phút. Và đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng cũng có thể suy nghĩ đến phương án pháo 6 tấn 2, có thể di chuyển con pháo sang bên phía cánh phải, tấn công vào cánh trái của kỳ thủ Nguyễn Trương Văn Thi. Được như vậy, kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng tấn công ngay bằng nước H8 tấn 9 bắt ma. Như vậy mặc dù còn rất ít thời gian, tuy nhiên kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng với việc buộc phải giành chiến thắng thì anh đang phải đầu tư rất nhiều thời gian cho những lá cờ tiếp theo. Và đến đây kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng tránh sát bằng nước tượng 5 tấn 3. Vâng, như vậy đã có sát cục cho kỳ thủ Trương Văn Thi và rất đáng tiếc cho kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng trong ván đấu này, khi mà tưởng chừng anh đã có thể giành chiến thắng, tuy nhiên anh lại thất bại trong ván đấu thứ hai. Và như vậy chung cuộc kỳ thủ Trương Văn Thi đã rất xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng. Chúc mừng kỳ thủ Trương Văn Thi. Tôi xin cảm ơn kỳ thủ Nguyễn Văn Nhượng đã tham gia video của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các trận đấu tiếp theo.